Bắt đầu. Mama was always with you. I'm going to go to the police. Bé dần rồi đấy, to lên. Câu cuối đọc lại nào. Some people ấy, đọc lại từ chỗ đấy. Need near đâu. Cái gì need gì? Hả? Kiệt chỉ lại cho bạn ấy. Con cứ đọc đi. Học gì? Con đọc xong chưa? Thầy chẳng nghe thấy gì cả. Luật thế nào nhỉ? Không nghe thấy gì thì làm sao? Thế cứ đúng luật mà làm nhé. Cố lên nào. Xong chưa Phong?